Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã trở về với kênh channel của Vi. Thời gian qua thì Vi cũng khá là bận để mà không có làm những cái video làm đẹp cho mọi người. Và mọi người có nói với Vi là Vi ơi, hãy làm một cái sản phẩm dưỡng da nào đó gần đây mà bạn sử dụng. Thì hôm nay Vi sẽ làm cái clip để mà nói về Revacasare sau khoảng 2 tuần Vi đã sử dụng rồi. Hôm nay cũng là birthday của Vi. Vi vừa trở về một cái bữa tiệc sinh nhật của Vi xong. Và bây giờ Vi sẽ tiến hành để mà tẩy trang nè, dưỡng da nè và bắt đầu sử dụng Revacasare để xem là nó như thế nào nha mọi người nha, và nó khác những cái loại Revacasare khác như thế nào. Ok, hãy cùng Vi tham khảo theo dõi cái video này. Nếu mà thích thì nhớ đăng ký kênh của Vi nha. Và bây giờ hãy cùng Vi theo dõi thôi. Rồi, mỗi khi mà trở về nhà xong những cái buổi tiệc thì các bạn makeup rất là đậm đúng không nè. Thì nếu mà theo Vi, kinh nghiệm của Vi thì Vi sẽ tẩy trang triple cleansing, là sẽ tẩy trang thành 3 lần. Và bây giờ Vi sẽ tẩy trang cái lần đầu tiên trước, là mình sẽ sử dụng tẩy trang bằng nước nha mọi người nha. Đầu tiên là Vi sẽ tẩy trang vùng má trước. Mọi người hãy lưu ý là khi mà tẩy trang á thì các bạn sẽ tẩy trang lên như thế này, kéo da lên như thế này để cho cái da của các bạn nó không có bị trùng xuống. Và hãy nhớ giúp Vi là sử dụng những cái loại bông tẩy trang hữu cơ để bảo vệ cho da. Giống như ở đây, đây là Vi đang dùng bông tẩy trang hữu cơ nha mọi người ha. Thì cái bông tẩy trang này nó sẽ không có những cái hóa chất để mà nhuộm nhuộm cái bông trắng, cho nên là sẽ rất là phù hợp với lại những bạn có vùng da nhạy cảm giống như Vi đây. Quy tắc 1, 2, 3, các bạn để bông tẩy trang vào trên mắt và đếm 1, 2, 3 và sau đó lau đi. Thì những cái make up của mình sẽ đi hết rất là nhanh và không làm tổn thương mắt nhiều, không kéo mắt nhiều, làm xuất hiện những cái vết nhăn. Vì cái mascara của Vi là Vi dùng loại Heroin Mask. Loại này thì nó sẽ phải dùng tẩy trang riêng của nó thì mới có thể đi sạch được. Và mình cũng recommend cho các bạn là loại này dùng rất là thích, kể cả các bạn dùng các mascara khác cũng vậy. Các bạn chỉ cần làm như Vi và sau đó kéo nhẹ thì những mascara nó sẽ đi rất nhanh, không làm mình bị mắt panda. Ta-da! Đây là máy Lanaform đến từ Mỹ. Đây là loại xông hơi ion Vi mới vừa tạo thôi. Vi rất là thích cái loại này tại vì nó có thể di chuyển cái vòi của nó, cảm giác cũng rất là dễ chịu. Vi sẽ sử dụng phương pháp của người Nhật, đó là vừa dùng dầu để mà tẩy trang kết hợp với lại xông hơi, như vậy sẽ làm giãn nở lỗ chân lông của bạn và từ đó sẽ giúp lấy sạch những lớp trang điểm cũng như là bã nhờn dư ở trên lỗ chân, ở trong lỗ chân lông của các bạn. Đây là bước tẩy trang lần thứ hai của Vi sử dụng nhạn dầu. Ở đây Vi dùng Bifesta Oil, loại này vừa mới ra mắt thôi. Loại của Vi đó là làm xây khít lỗ chân lông. Các bạn hãy nhớ là massage nhẹ nhàng nha, để cho máu huyết được tuần hoàn và lấy sạch những cái bụi bẩn ở trên da của chúng ta nhé. Sữa rửa mặt Rosetto cám gạo, loại này là loại không có hóa học, không cồn, không dầu khoáng, rất thích hợp với lại những người mà có làn da dị ứng giống như Vi đây. Và loại này còn có khả năng làm trắng nữa, mình đoán chắc là rất là nhiều bạn thích đúng không nè. Và ở đây Vi sử dụng chung với máy Lanaform rửa mặt cũng đến từ Bỉ luôn và được gia công ngay tại Bỉ, không phải là gia công ở Trung Quốc như những cái loại máy khác. Và nó cũng có rất là nhiều những cái chế độ rung từ mức thứ 1 đến mức thứ 7 ha. Và Vi sẽ sử dụng cả mặt sau của nó để làm khả năng nâng cơ nè.
Xong rồi, Vi không dùng khăn như các bạn đâu, tại vì khăn rất là nhiều vi khuẩn, ngoại trừ khăn vải tre thì không nên dùng loại khăn nào hết. Đối với Vi sẽ nên để cho da tự khô nhé. Hada Labo đây rồi. Đây là một loại lotion rất rất là nổi tiếng ở Nhật. Không ai là không biết đến loại này. Và Vi cũng đã sử dụng nó được đúng 3 năm rồi. Và Vi cũng không muốn đổi một cái loại nào hết. Nó cung cấp chủ yếu HA cho da của bạn, rất phù hợp với những ai mà da thiếu ẩm, da cần cấp nước và da dễ ứng, giống như là Vi đây. Rất là thoải mái. Ở đây Vi sẽ dùng phương pháp cho vào lòng bàn tay, xoa nhẹ tạo lực ma sát và sau đó sẽ massage trên da nha. Cột tóc lên thôi. Vi chuẩn bị sẽ dùng máy refa, mọi người mong chờ nè. Bây giờ Vi sẽ chạy ở phần xương cổ trước với phần chữ V của máy. Như mọi người đã thấy đây, chỉ cần 3 đến 5 lần mỗi bên thôi nhé. Tiếp tục sử dụng phần chữ V như khi nãy và chúng ta sẽ bắt đầu chạy V-line ha. Các bạn kéo như V nhẹ nhàng thôi, mỗi bên cũng 3 lần cho đến 5 lần tùy theo các bạn. Một ngày mình có thể sử dụng 2 lần hoặc là 1 lần. Rồi, hãy cảm nhận phần xương má của các bạn và từ đó bắt đầu di nhẹ mỗi bên 3 lần cho Vi, cũng sử dụng bằng đường chữ V khi nãy trên thân máy. Tiếp theo là bạn hãy sử dụng một loại xịt khoáng hoặc là một loại lotion hoặc là một kem dưỡng nhẹ dạng gel nào đó để có thể di máy được tốt hơn. Phần này Vi sẽ dùng hết luôn cả nguyên cái phần lưỡi liềm của máy để kéo phần da cả nguyên vùng má đi lên. Các bạn đã thấy là loại này rất là tiện ở những cái sản phẩm khác là nó rất là to đúng không các bạn nè. Tiếp tục dùng phần thân đó để kéo phần trán của chúng ta từ 3 cho đến 5 lần. Chúng ta sẽ dùng cái phần này để chúng ta ấn huyệt nha mọi người ha. Ấn huyệt tại đây, tại đây và tại đây, ở phần xương quai xanh của chúng ta và cái phần dưới xương quai xanh như thế này. Không dùng phần trên mà dùng phần ở dưới này nha. Ấn nè, ấn nè, ấn nè, bên đây cũng vậy. Ấn nè, ấn nè, ấn nè. Không có phần trên này. Ấn nè, ấn nè, ấn nè. Trên, dưới, trên, dưới. Người Nhật họ rất là thích để lộ cái xương quai xanh của họ ra, nhìn rất là quyến rũ, rất là sexy. Thì cái refa này cũng có cái khả năng để mà hỗ trợ như vậy. Các bạn sẽ như thế này, như thế này, như thế này 3 lần. Ở trên đây cũng vậy, như thế này, như thế này, như thế này 3 lần ha. Và bên đây lặp lại. Phần dưới xương quai xanh 3 lần và ở phần trên xương quai xanh 3 lần. Ở đây Vi sẽ bắt đầu lăn lại cái phần cổ như lúc đầu. Nhưng hãy nhìn, đây là Vi lăn bằng con lăn chứ không phải phần vực chữ V như lúc đầu nhé. Hãy thêm một chút xịt khoáng và bây giờ chúng ta sẽ lăn tiếp tục trên phần má nè. Lăn lên như Vi nhé, mỗi bên khoảng từ 3 cho đến 5 lần bằng hai con lăn. Bây giờ các bạn hãy tưởng tượng là có một chữ W trên mặt của chúng ta. Đó, các bạn cứ lăn như vậy ở phần dưới mắt như thế khoảng 3 lần mỗi bên. Rồi bây giờ hãy viết một chữ M hoặc là một đường zigzag lên lên như thế này ở trên phần trán của các bạn. Mục đích là để tăng sinh vùng trán có thêm collagen để không có bị nhăn nè.
Vi rất là thích phần này tại vì trán của Vi khá là nhăn. Đây là bị bẩm sinh lúc còn bé rồi, tại vì hay khóc nhè và hay nhăn. Xong rồi, bây giờ đến đắp mặt nạ thôi. Ở đây Vi dùng My Beauty Diary hạt nho. Cái mắt này khá là mắc cười luôn á mọi người. Nó đúng thiệt là mùi mứt luôn á. Và các bạn phải massage rất là nhiều để cho nó tan cái đó ra, chứ nếu không là y hệt giống như là có cái gel mứt ở trên mặt của mình vậy. Kem dưỡng True Makers 5 tỷ lệ vàng, Vi rất là thích loại này. Và Vi đã dùng nó được gần 1 năm nay kể từ khi mà nó ra mắt rồi, và không muốn đổi nữa. Với những người bận bịu như Vi thì rất là thích sản phẩm này, vì nó là vừa tẩy da chết mà vừa kem luôn dưỡng môi buổi tối luôn, rất là tiện. Dĩ nhiên là sao mà quên uống collagen mỗi buổi tối được, đúng không nè? Thật sự là mọi người hỏi là có đáng tiền để mà mua hay là không, thì Vi xin trả lời cũng như những video khác, là khi mà bạn kiên trì, khi mà bạn dùng đúng cách thì nó sẽ thành công mà thôi. Tại vì Rifa không chỉ bán tại thị trường của Nhật mà đã bán tại thị trường của Mỹ, và được các nàng skincare ở Mỹ cũng như những nàng beauty, những nàng mà hot girl hay là hot blogger rất là thích và recommend mọi người hãy dùng cái loại này. Nếu mà các bạn là một thánh lười, là một cô sâu lười thì các bạn sẽ mua ngay cái loại này. Tại vì sao? Khi các bạn có thể nằm dài ở trên giường, các bạn không cần một cái thiết bị máy móc hay là cái gì phải cắm sạc hay là phải canh thời gian hay là cái gì hết. Bạn sẽ thưởng thức một cái bộ phim của các bạn và các bạn cứ thế và các bạn lăn, đúng không? Quá là đơn giản. Và các bạn chỉ cần nhớ là mỗi một cái thao tác tùy theo những cái vùng ở trên mặt của chúng ta hay là những cái chỗ ngay phần xương quay xanh của chúng ta đó, các bạn chỉ cần lưu ý cho Vi là mỗi một nơi 3 lần, mỗi một nơi các bạn lăn 3 lần. Nếu các bạn thích, ngày đầu tiên các bạn có thể lăn một lần, một địa điểm các bạn lăn 5 lần chẳng hạn. Đó, các bạn có thể làm không cần quá nhiều, chẳng hạn đâu một lần các bạn phải làm vài phút, đúng không? No, cái này một lần các bạn chỉ cần khoảng 3 lần lặp lại hoặc 5 lần lặp lại thôi là các bạn đã có thể là có được cái sự hiệu quả rồi, nhờ cái tấm pin rất là bự của nó. Khi mà dùng xong, các bạn hãy lưu ý giúp Vi là để ngay ánh nắng mặt trời, cửa sổ hay là những cái nơi mà có điện, có đèn, kế bên cái đèn thì càng tốt ha. Nó sẽ hấp thụ cái điện năng vào trong đây. Và các bạn đặt câu hỏi là sao lăn nó không có cảm giác gì hết. Tất nhiên cái nguồn điện nó rất là nhỏ, cái lượng điện nó nhỏ xíu à, bạn không thể nào cảm nhận được cái sự châm chích, mà các bạn sẽ cảm nhận nó qua ngày mỗi ngày, và các bạn sẽ thấy là cái phần mắt của chúng ta nó sẽ được căng hơn và mất những cái vết chân chim ở trên mắt, hoặc là cái phần mép môi, nếu mà ai mà có những cái vết nhăn thì sẽ càng thấy rõ hơn. Là với chúng ta còn trẻ có thể chúng ta sẽ không thấy được rõ, nhưng với những người lớn tuổi, những cô nàng mà trên 35 đã xuất hiện những cái nếp nhăn thì các cô nàng ấy sẽ thấy rõ được cái tác dụng của Refa là như thế nào. Như các bạn đã thấy ở đây là cái hộp rất là đẹp. Mở ra thì ở bên trong nó sẽ có một cái chiếc máy, nó sẽ có một cái chiếc máy và một cái hộp để một cái cạc nè, mọi người thấy không? Cái cạc này nó sẽ có cái mã series của cái máy các bạn. Và đây cũng có thể gọi là một cái tập bảo hành ha. Ở bên trong khi mà mình mở ra, nó sẽ có quyển sách hướng dẫn. Dù cho bạn không biết tiếng Anh hay là không biết tiếng Nhật gì thì nó cũng có bản hướng dẫn bằng hình rất là dễ nhìn, rất là dễ hiểu nha mọi người nha. Đó, rất là nhiều cách. Cái máy màu hồng rất là đẹp đúng không? Rồi, và một số các những cái lưu ý khác nữa ha. Rồi, bỏ qua phần này, chúng ta sẽ đến cái phần
quan trọng nhất đó chính là máy đây. Yeah, nó có một cái bao để mình đựng máy nữa, nhưng mà hiện tại mình đang không biết để đâu. Đây là máy đây, rất là đẹp đúng không mọi người ha. Qua cái video này Vi cũng mong là sẽ giúp ích được mọi người cách sử dụng Revacasa cũng như là cảm nhận về nó. Các bạn hãy lưu ý giúp Vi nha, là khi mà các bạn sử dụng, các bạn hãy dùng một cái loại kem dưỡng hoặc là lotion đủ tạo một cái độ trơn để có thể lăn máy được trơn tru hơn. Nếu trong cái thời gian đang các bạn đang lăn tự nhiên nó bỗng như bị khô, thì các bạn có thể dùng ngay cho Vi một cái xịt khoáng đi kèm. Các bạn có thể dùng những cái xịt khoáng của bạn cũng được, các bạn lăn vô trong cái các bạn xịt vô trong cái phần con lăn như thế này, hoặc các bạn có thể xịt vô trong mặt của các bạn. Vì khuyến khích là các bạn nên xịt vô cái con lăn này, hoặc là các bạn có thể xịt mặt nhưng mà xịt xa ra để cách 20-30cm và các bạn xịt, thì như vậy nó sẽ tạo độ trơn, thì khi mà lăn nó sẽ được trơn tru và không có làm đau cái vùng da của các bạn nhé. Khi mà so sánh cái Revacasa Ray với lại những cái Reva khác, thì các bạn cũng như nãy giờ mình nói rồi, là cái tấm pin nó bự hơn là cái thứ nhất. Cái thứ hai là phần máy của Revacasa Ray thì nó có cái con lăn vẫn nhỏ giống như là Reva S. Các bạn cũng biết Reva S đúng không? Nó là cái dòng phiên bản nhỏ và nó cũng có hai dòng, đó là dòng Ray và dòng không có chữ Ray. Có chữ Ray nghĩa là cái tấm pin của nó sẽ bự hơn và hấp thụ điện năng được tốt hơn. Không có cái chữ Ray thì nó sẽ có cái tấm pin nhỏ hơn, thì nó sẽ rẻ hơn, nó khoảng tầm 2.800.000 cho đến khoảng 3.300.000 tùy theo những nơi người ta bán ha. Còn cái loại mà S-Ray thì nó sẽ bự hơn, cái tấm pin nó bự hơn, cho nên là nó sẽ mắc hơn tới 1.000.000 lần. Và Vi thích ở cái Revacasa Ray này, nó vẫn giữ cho Vi cái con lăn nhỏ xíu như vậy, để Vi có thể vừa lăn mắt. Phần này thì Vi sẽ lăn mặt, nó sẽ nhanh hơn so với Reva S, và nó sẽ tiện ích hơn, nhỏ nhắn hơn so với những cái Reva Face Ray đó. Và mọi người thắc mắc là có chữ Ray hay không có chữ Ray thì là khác nhau cái gì? Đó thì Vi nãy giờ cũng nói rồi, đó là nó khác nhau ở cái tấm pin nha. Và tại vì cái phiên bản của Vi là phiên bản màu hồng, các bạn sẽ không thấy những cái đường rạch. Nhưng mà những cái sản phẩm khác mà nếu nó không có những cái màu như Vi rồi, nó là màu bạc á, màu truyền thống của nó, các bạn sẽ thấy trên thân nó là rạch để cho phân biệt. Thì Vi cũng thích ở cái loại này, đó là không có một cái gì gọi là không sử dụng được. Phần này chúng ta cũng sử dụng được, phần riêng này chúng ta dùng để bóng huyệt, phần này là để cho nó hấp thụ pin, rồi phần này là phần lăn cổ và mặt, còn cái phần này là phần lăn mặt và mắt và cả cổ luôn, ở ngay cái phần xương này đó. Như các bạn thấy không, nếu mà các bạn siêng năng thì các bạn sẽ mất ngay bọng cằm và sẽ được quyến rũ ở phần xương cổ nè, quyến rũ ở phần xương quai để chúng ta có thể mạnh dạn mặc những bộ đồ sexy nè. Hoặc là có thể cái phần mắt của các bạn nếu mà bị vết chân chim thì các bạn cũng sẽ không cần lo lắng nữa, tại vì nó sẽ mất dần nếu các bạn siêng năng. Và còn nữa, nhất là cái khoảng mà nó sẽ điều hòa, nó tuần hoàn cái mạch máu nhờ cái tác dụng là của massage của nó, và nó sẽ giúp các bạn giảm thâm luôn đó. Và cái phần mắt của các bạn cũng sẽ được nâng lên dần dần, tạo cái cảm giác là cho mắt các bạn lúc nào cũng trong tình trạng thoải mái và tươi mới hết, không bao giờ bị nhìn thấy mệt mỏi. Và cái phần này là cái phần mà các bạn thích nhất nè, cái phần mà các bạn luôn luôn mê mẩn vì sao phải mua Reva nè. Đó là cái phần mà làm cho cái đường vi lai của các bạn đúng không? Đó, thì cái sản phẩm này sẽ làm cho cái phần này của các bạn được nâng lên như thế này, và nó sẽ mất cái độ mỡ ở trên cái phần cổ của chúng ta, và từ từ thì chúng ta sẽ hiện lên vi lai đó. Cho nên Vi nói hãy cố gắng siêng năng thì cái gì cũng sẽ thành công hết. Không phải tự nhiên người ta thiết kế ra một cái chiếc máy mà được yêu thích ở mọi nơi như vậy, kể cả là khi mà họ PR thiệt là tốt đi chăng nữa, nhưng nếu dùng không có tác dụng thì họ sẽ không thể nào có thể bền vững được bao nhiêu năm tháng như vậy đâu. Bản thân của Vi là vừa uống Reva và vừa sử dụng Reva luôn nữa, tại vì cái hãng Reva này có cả collagen nè và có cả những cái chiếc máy như thế này. Bản thân của Vi là Vi có Reva Carat S và một cái là Reva Casaray như thế này đây. Và mình mong là các bạn yêu thích cái video của Vi. Vi làm không có được khéo léo lắm, thì Vi chỉ làm và nói lên những cái cảm nhận của Vi thôi. Cho nên là mong các bạn sẽ
cho Vi những cái ý kiến để Vi thay đổi hay là cái cách Vi nói chuyện hay là như thế nào đó để Vi có thể được chỉnh chu hơn trong những cái video sau. Còn bây giờ thì chúc các bạn ngủ ngon nha.